những màn quậy tung nóc trong đám cưới Puka, Jin Tuấn Kiệt. Ngoài những giây phút nghiêm trang ban đầu với quần là áo lượt sang trọng, xinh đẹp, các khách mời và cả cô dâu, chú rể có phần hội tưng bừng cùng những khoảnh khắc hài hước, vui nhộn. Trong đó, nổi bật ở dàn khách mời quậy tưng đám cưới là những cái tên như Hòa Minzy, Lê Dương Bảo Lâm, Huỳnh Lập, Minh Dự. Bằng năng lượng, sự nhiệt thành hết mình, Hòa Minzy được cộng đồng mạng nhận xét đúng nghĩa với câu lúc đi hết mình, lúc về hết hồn. Cô mặc đầm xinh đẹp, quyến rũ nhưng không ngại nhảy hết mình trong các ca khúc đồng nghiệp. Nữ ca sĩ có thể cuốn cả váy đầm lên để nhảy cho dễ dàng, bất chấp hình tượng. Huỳnh Lập chịu chơi khi đồng ý hóa thành Nhã Phương trong tiệc độc thân trước đám cưới ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Anh tham gia hóa trang thành nhân vật trong truyện tranh One Piece mà chú rể thích. Đến đám cưới ở thành phố Hồ Chí Minh, Huỳnh Lập cùng Lê Dương Bảo Lâm hóa cặp vũ công nhảy cùng nhiệt trong các tiết mục hát của các ca sĩ. Lê Dương Bảo Lâm cũng không ngần ngại hòa nhập vào những trò chơi vui nhộn tại đám cưới, phối hợp cùng Hòa Minzy trong những điệu nhảy bất chấp hình tượng. Anh còn cùng Minh Dự mặc đồ bộ làm vũ công phụ họa cho phần hát của Lâm Vĩ Dạ chúc mừng Puka và Jin Tuấn Kiệt. Trường Giang có mặt trong đám cưới ở Cam Ranh, Khánh Hòa và cả đám cưới tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh làm MC điều tiết trò chơi, khuấy động không khí tưng bừng của tiệc cưới. Có thể nói, đám cưới Puka, Jin Tuấn Kiệt như một ngày hội quy tụ showbiz Việt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin Việt để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.